mình là. Cho con xin lỗi vì tất cả từ trước đến giờ con gây ra, khiến cho mẹ cha phải buồn rầu. Vì con mọi người luôn phải đau đầu, muốn con thay đổi từ giấc mơ. Từ ngày mà con vừa ra đời là một niềm vui của mọi người. Chăm lo cho con mẹ chỉ muốn nhìn thấy con luôn được nở nụ cười. Cha dành cho con những tình yêu thương luôn muốn con có được niềm vui. Tất cả mọi người ở trong gia đình đều mong muốn con sớm được trưởng thành, sớm được trưởng thành. Tính từ nhỏ con hay ngang tàng, chẳng bao giờ nghe lời một ai. Nhiều chuyện có đúng nhưng phận làm con cãi lại cha mẹ thì điều đó hoàn toàn đã sai. Bây giờ con muốn mình làm lại để được thay đổi trong hiện tại. Phải có trách nhiệm về tương lai, phải có trách nhiệm về tương lai. Cuộc sống xa nhà nhiều thiếu thốn, con phải tự lo cho bản thân. Vắng đi bàn tay của mẹ chăm lo cho con những lúc con cần. Cũng đã lâu rồi con không còn nghe những lời dạy bảo của cha. Bước ra xã hội con cảm thấy mình như đã thấu hiểu được tất cả. Dù gian nan hay vất vả thì con sẽ không bao giờ gục ngã. Gặp khó khăn hay gian khổ con sẽ cố gắng mà vượt qua. Lời dặn cha mẹ để được thành công hãy đặt niềm tin ở trong ta. Học hỏi và rút ra kinh nghiệm thì ta sẽ có được thành quả. Dù gian nan hay vất vả thì con sẽ không bao giờ gục ngã. Gặp khó khăn hay gian khổ con sẽ cố gắng mà vượt qua. Lời dặn cha mẹ để được thành công hãy đặt niềm tin ở trong ta. Học hỏi và rút ra kinh nghiệm thì ta sẽ có được thành quả. Thời gian này vào 2 năm trước con cất bước chân theo đuổi việc học. Một mình con ta xách ba lô ra mắt ô tô lúc mặt trời chưa mọc thì bước lên xe. Mẹ dặn dò lúc đó thử chừng như gần khóc. Sống xa nhà con đường chơi bơi và cố gắng mà ăn học. Sự quan tâm dường như thiếu dần dần con phải học cách sống tự nợ tiền ăn hàng tháng con tự chia. Không còn vô tư khi ở nhà lo từng ngày chi tiêu thế nào tính làm sao cho hết tháng. Cảnh sinh viên ai cũng biết mà thường bị áp lực vào những ngày cuối tháng. Sau một năm chỉ ăn mới học con đi tìm một việc làm thêm và hàng ngày sáng sớm đi học chiều tối về dắt xe đi làm công việc mệt mỏi đồng lương ít hỏi nhiều khi con cảm thấy chán. Nói cho con mẹ gọi điện hỏi han con chỉ dám nói là công việc cúng nhà. Sự trải nghiệm giúp con trưởng thành và rút ra một bài học. Con đường thành công muốn không vấp ngã cần sớm ra ngoài để va chạm. Chỉ con ý thức không có thực tế thì nó vẫn như quyền vợ trắng. Giá trị đồng tiền do con làm ra là kết quả của sự cố gắng. Dù gian nan hay vất vả thì con sẽ không bao giờ gục ngã. Gặp khó khăn hay gian khổ con sẽ cố gắng mà vượt qua. Lời dặn cha mẹ để được thành công hãy đặt niềm tin ở trong ta. Học hỏi và rút ra kinh nghiệm thì ta sẽ có được thành quả. Dù gian nan hay vất vả thì con sẽ không bao giờ gục ngã. Gặp khó khăn hay gian khổ con sẽ cố gắng mà vượt qua. Lời dặn cha mẹ để được thành công hãy đặt niềm tin ở trong ta. Học hỏi và rút ra kinh nghiệm thì ta sẽ có được thành quả. Thôi thì cuộc sống mà mình phải va chạm với những cuộc